Bây giờ là 2 giờ 34 phút sáng. Em vừa về nhà sau một trận tắm mưa. Ngớ ngẩn ơi là ngớ ngẩn ý. Em đi lên Hồ Tây, thế là mưa dầm một cái, mà lại quên béo mất không mặc áo mưa chứ. Thế là, nhưng mà em lại nghĩ là lên đến tận đây rồi chẳng lẽ lại vòng về. Thế là em cứ một mình đóng hết cả một vòng Hồ Tây, đi từ Trích Xài này ra đến Từ Hoa, ra Vệ Hồ, Lạc Long Quân, rồi còn nhiều khu phố khác nữa cơ. Mà lần này đi một mình. Chả có anh ngồi đằng trước để mà ôm, cũng chả có ai luyên thuyên trò chuyện với em. Sao nhở? Chắc có lẽ từ giờ em phải đi Hồ Tây một mình rồi. À, lúc mà em về nhà, em tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đi ngủ rồi, thì có đứa bạn nhắn tin, lôi ra rep nó một cái, rồi lướt lướt lướt, đến ngay tin nhắn của anh. Cái tin nhắn từ ngày mùng 2 tháng 5 á. Anh bảo là anh về em xong chuyện chưa nhở? Kết thúc nhá. Em xóa hết tin nhắn, cũng block anh hộ đi. Làm sao mà em block được? Anh ngốc vãi. Thế là từ giờ mình không gặp nhau được nữa thật hả anh? Em phải đi Hồ Tây một mình thật hả anh?